Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được coi là một nút thắt khi Hưng Yên luôn nằm trong top có chỉ số thấp trong cả nước. Với thứ hạng trên 50, mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là đến năm 2023 nằm trong nhóm 45 và năm 2025 là nhóm 40. Thế nhưng kết thúc năm 2021, chỉ số PCI đã tăng 14 bậc. Đó thực sự là một kết quả ấn tượng cho những nỗ lực của Hưng Yên trong thời gian vừa qua và nút thắt đang được gỡ một cách hiệu quả. Những ngày cuối tháng 4, Hưng Yên vui mừng nhận tin chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã vươn lên thứ 39 trong cả nước. Kết quả này đã mang đến niềm tin và khí thế mới cho chính cộng đồng doanh nghiệp tại Hưng Yên. Xin chúc mừng tỉnh Hưng Yên chúng ta năm nay đã có một sự tăng trưởng rất là đột phá trong cái xếp hạng về PCI, đó là tăng tới 14 bậc. Điều này cho thấy là chính quyền Hưng Yên đã có một sự nỗ lực vượt bậc và nhiệm kỳ này cũng là báo hiệu một cái nhiệm kỳ tôi rất tin là có sự phát triển. Với việc cái đánh giá của các doanh nghiệp rất là công bằng, rất là khách quan, với sự phân tích của các chuyên gia nước ngoài cho thấy là chúng ta đã có nhiều cải thiện trong môi trường kinh doanh. Trong thời gian vừa rồi, hội doanh nghiệp chúng tôi là đánh giá rất cao cái vai trò của lãnh đạo tỉnh đã cùng đồng hành với các doanh nghiệp, lắng nghe được cái tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp. Chúng tôi có cái niềm tin vào đối với sự lãnh đạo của tỉnh. Nút thắt về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được gỡ hiệu quả với việc tăng điểm các chỉ số như chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận đất đai, chi phí, thời gian, tính minh bạch. Đây cũng chính là hướng đi mà trước đó tỉnh đã xác định rất rõ. Và để làm được điều đó, nhiều đề án chương trình đã được đưa ra như đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án này, cùng với đó là những cam kết mạnh mẽ, những sự chỉ đạo quyết liệt từ những người đứng đầu. Tỉnh Hưng Yên quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Một, xây dựng chính quyền mạnh, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả, kiến tạo phát triển, đồng hành hết lòng hết sức phục vụ và lấy doanh nghiệp và nhân dân làm trung tâm. Trước hết và trên hết là nâng cao chất lượng dịch vụ công, đơn giản thủ tục hành chính, rà soát tối ưu hóa các quy trình xử lý giao dịch hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, đổi mới lề lối, tác phong làm việc và tăng cường kỷ luật hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt. Hai, xây dựng và triển khai các quy hoạch, chiến lược phát triển với mục tiêu tầm nhìn dài hạn một cách rõ ràng, cùng với một hệ thống thể chế, cơ chế chính sách hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 3. Tạo môi trường kinh doanh thực sự là thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và an toàn. Chính sự đồng hành, sẻ chia và những hành động cụ thể đầy thiện chí đã khiến cho các doanh nghiệp rất cảm kích và tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Hưng Yên. Liên tiếp các dự án lớn đã đầu tư và cam kết đầu tư vào địa bàn trong năm 2021. Tính đến hết năm 2021, đã có trên 2.000 dự án đầu tư vào địa bàn. Chúng tôi rất biết ơn với sự quan tâm của chính quyền tỉnh, đặc biệt cảm kích về việc các lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đặt tầm quan trọng hàng đầu cho việc xuống tận cơ sở để giải quyết các khó khăn vướng mắc. Chính quyền cởi mở doanh nghiệp và tận tâm với doanh nghiệp thì không có cớ gì mà doanh nghiệp không nỗ lực hết mình để cùng với cả chính quyền đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Tăng thứ hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là những kết quả khả quan bước đầu, là niềm tin khí thế mới, nhưng nó cũng không cho phép Hưng Yên hài lòng mà dừng bước. Tôi tiếp tục phát huy những vấn đề mà chúng tôi đã đạt được và cần phải thường xuyên giám sát chặt chẽ hơn nữa và đẩy mạnh hơn nữa trong việc sát sao quản lý của các cấp chính quyền địa phương và đi đôi với tuyên truyền vận động. Và xác định là sự phát triển của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng và rất lớn trong sự phát triển của tỉnh. Thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và chia sẻ với các doanh nghiệp và tháo gỡ tất cả những khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến cái việc đầu tư sản xuất kinh doanh ở tại tỉnh. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi đã tiếp tục và sẽ tiếp nhận các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực để phù hợp với lại nhu cầu
về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn là thuận lợi nhất. Chính từ bước đệm này, với những lợi thế sẵn có, Hưng Yên sẽ tiếp tục có những đổi thay mạnh mẽ để thực sự gỡ hết các nút thắt trên đường đua phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.